Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Last Zombie 2 phiên bản China. Và đây là mình đã lết tới cái ải số 4 rồi các bạn. Đây, rất là thú vị luôn. Bây giờ mình sẽ vào và chiến đấu cho các bạn xem. Và ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết luôn. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Ok, HNT Channel. Và bây giờ thì chiến đấu thôi nào. Ô, mình có một cái cây mới đây các bạn. Một cái cây mới. Đâu rồi? Để mình đi kiếm nó coi. Nó mất tiêu rồi. Mình nhớ qua mình mới mở nó ra. Mới mở nó ra được rồi. Hôm nay nó trốn đâu mất tiêu rồi. Ok, thôi nó trốn rồi thì thôi, bỏ qua đi, hết thấy nó luôn rồi. Giờ lấy đỡ cái con này đi. Con này mình cũng chưa làm video về nó lần nào luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu thôi nào. Ha ha. Na 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 na. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trồng những cây bông này lên để thu hoạch mặt trời. Ok. Nhạc nghe rất là hấp dẫn luôn. Không nào các bạn. Cái game này có cái nhạc nghe rất là đã luôn. Ok. Oh, zombie tới rồi kìa. Oh my god. Nó đem theo một cái cây đào nữa rồi các bạn ơi. Một cái cây. Oh, nó xúc kìa. Chết rồi. Giác Tài Thiên ra thủ mới được. Tài Thiên đâu tấn công. Ha ha. Tài Thiên ha. Rồi xong, Tài Thiên quýnh nó rớt cái. Rồi nó rớt rồi. Nó là mình rất thích cam Tài Thiên luôn. Anh Tài Thiên quýnh rất là bá đạo luôn. Ok, và cái cây mới này mình xem nó làm được cái gì nha các bạn. Nó tạo ra nguyên một cái làn gió khổng lồ. Rồi xong nó chết queo rồi. Sao nó giết được có con là nó chết vậy các bạn. Vậy là không ổn rồi. Chơi gì mà giết được có con chết rồi mấy con khác nó quýnh mình sao. Bá đạo thiệt chứ. Ok, không sao, mình sẽ trồng vài cây hoa quả nữa. Na 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 na. Oh, chết rồi, cái thằng zombie này nó gần mò tới nhà rồi. Ok, xài cái cây tốc hành này để xử cái con zombie này mới được. Nó đẩy nó lên mới được. Nó nó còn đi được kìa các bạn, không ổn rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, không được. Không được. Đành buộc phải sử dụng bom tấn thôi, bây giờ nó ép mình quá rồi. Nó ép mình ức chế quá rồi, phải sử dụng bom thôi các bạn ơi. Nó bây giờ là bắt đầu những con zombie nó bắt đầu tấn công mình nữa rồi. Mấy con khỉ của mình gọi là quánh bá đạo luôn mà quánh vẫn không kịp mấy con zombie này. Đây, hãy xem cơn sấy gọi là lốc sấy đây. Nó nó sấy nó gom mấy con zombie lại các bạn. Nó gom lại xong nó thả lại vị trí cũ. Bó tay luôn á. Na 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 na. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái con đây. Màu 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 màu. Đó, các bạn thấy sức mạnh của cái con này chưa? Nó mạnh kinh khủng luôn đó các bạn. Đây. Đó, nó biến thành cái con yêu quái khổng lồ luôn. Ok. Nó gọi là nó rất là bá đạo luôn rồi. Na na na. Và cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua được một cái ải số 4 khá là khăn khó vất vả luôn. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái loại cây hấp dẫn để làm cho các bạn xem đây. Ải số 5 này là nó cho mình làm cái gì trong cái ải này đây. Không đoán trước được vì cái game này là mỗi ải là một cái điều mới và mình không có đoán trước được là nó sẽ có cái gì trong đây. Nó cho mình rồi. Ải này nó không cho mình chọn con quýnh mà nó cho mình quýnh theo cái dạng gọi là trôi rồi. Trôi hàng cho mình quýnh rồi. Zombie đã rồi, đã biểu coi. Hãy xem
sức sự tấn công của mình đây. Cái cây này nó quýnh sao đây các bạn? Ok, trọng đây thử nha, nó quýnh ra gì đây. Nó thụt lựu đạn. Tóc thụt lần đứng trái. Ok, vậy là mình giác ở nhà nó thụt tới không ta? Thụt cái nào? Nó thụt sao quá các bạn ơi, nó thụt được hai thằng. Mày hả bưởi? Ok. Đó, giác cái con này cản nè. Các con này cản, còn mấy con này đứng nhà thụt nè, thụt bá đạo luôn rồi. Tóc luôn. Ok, và các bạn hãy xem tiền kêu của con này nha. Bắn đây. Nó thụt cái... Mày hả bưởi, nó thụt cái viên bự. Bự bằng cái bánh xe bò vậy đó. Nó giác nó thụt cái viên, gọi là viên đạn, nó bự cá xiên. Bây giờ chúng ta đang ngồi coi phim nè, nó bắn rồi các bạn. Nó bắn cái phim thụt công luôn rồi. Thôi nào. Anh bạn zombie của chúng ta đang cầm một cái cờ, có một cái não. Ý anh ta là muốn gọi là bay qua đây ăn não của mình đó mà. Thôi coi con nào nhiều cản đường cho nó lại các bạn ơi. Không có để tụi nó tấn công mình nữa. Nó quánh hồi là mình banh sát luôn. Ok, 3 cây 3 đường à, mình gọi là trang bị thủ rất là đẹp luôn. Rồi, đó, cây này nằm phía sau đi cho nó đẹp. Xinh tươi cho nó, gọi là xinh tươi đúng không ạ? Đúng. Cái trái đó là trái bom. Các bạn biết không, đó là cái trái bom. Và nó nổ một phát là chỉ có banh sát thôi, chứ không có nói gì hết. Ok, mình đã lắp đầy đủ rồi đó. Đầy đủ súng ống, đạn dược hết trơn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi ngắm pháo hoa. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của cái trái này nó bắn đây. Viên đạn bự bằng cái nồi luôn. Đúng. Quá đẹp. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái sức mạnh. Tiếp đây, bắn nào. Chiêu. Cái viên đạn nó bự bằng cái bánh xe bò gì đó. Mà nó nổ vô một phát lấy cái gì mà chịu nổi không, đúng không các bạn? Đó, tặng nó một trái bom luôn. Một trái bom nổ chết 4 con. Và đây là sức mạnh của cây laser. Nó cái cây hoa quả này, nhưng mà nó bắn ra cái tia laser các bạn xem nè. Chiêu. Tia laser rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta gọi là mình sẽ trang bị cho một hàng ở dưới nữa nè. Đó. Đây, xem sức mạnh nó bắn như phi hồng công luôn đây. Cây nó tấn công nè. Ok, phải xây cản lại mới được để tụi nó vô tụi nó ăn bông của mình. Không có để cái hiện trạng là bị ăn bông xảy ra nha. Cái gì cái hồi gọi là giữ gìn quốc gia đất nước, chứ không có thể nào mà để cho gọi là giặc mà nó xâm lăng vô nó chiếm được. Không, mình gọi là một người rất là yêu nước, rất là yêu đất nước luôn. Và bây giờ chúng ta chiến đấu gọi là coi nào. Mình quên tới ải số 6 rồi. Ok, coi nào, trong cái trò này nó có cái gì ở đây. Ải số 6 nó sẽ cho mình vượt qua cái điều gì? HNT Channel. Cái con, cái cây, ok. Và bây giờ mình đang tìm một cái cây mới. Cái cây mới của mình nó nằm ở chỗ cái nào rồi, nó trốn mình đâu mất tiêu rồi ta. Ok, thôi tem vô đây chơi vẫn được mà, không sao. Không sao. Na 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 na. Ok, và đây là những cái bông hoa. Cái trận này là mình có mấy chiếc xe này nó bảo vệ nè các bạn. Lúc nãy như cái trận kia đó. Cái trận trước không có cái vàng này. Và bây giờ mình sẽ giác hoa quả mình đi trồng. Tại Thiên sẽ bảo vệ mấy cái em này mới được. Cái con này là phải chờ xíu nữa đi. Đó, cái cây thước bản của Tà Thiên là quay tới là bắt đầu sạc. Rất là thú vị luôn, bởi vì mình rất là thích chơi cái anh Tà Thiên này. Vì cái anh Tà Thiên này quánh rất là bá đạo luôn. Nó xây dựng một vàng Tà Thiên là không có thằng nào mà chống cự nổi luôn á. Và cái con này nữa. Này, hãy xem cái con nhát ma này đây. Nó nhát ma là bá đạo luôn, nhát ma tới nỗi mà người ta phải sợ xỉu luôn á.
tăng tăng tăng. Nó các bạn thấy nó nhát ma chưa? Đây mình sẽ cho các bạn thấy nó nhát ma nè. Ôi, giấy con nhát ma này ra xử con này mới được, nó dám lết vô tới nhà mình luôn rồi các bạn. Xử nó, xử đi cái con nhát. Rồi đây rồi, ok xong. Tại thiên đại thánh đâu rồi? Tại thiên đại thánh hay gọi là sử dụng các bạn lên của mình đi. Ôi, thời nó xúc, nó dám xúc cái con tại thiên của mình dục ra phía trước luôn kìa các bạn. Không ngờ là nó chơi lầy vậy luôn quá. Nó uống mình bá đạo quá. Bây giờ mình gọi là dắt cái mấy cây súng này ra gọi là thục tụi nó được. Để vàng tại thiên phía trước bảo vệ, còn vàng phía sau á, là dắt súng thục. Ok. Như vậy là rất là đẹp luôn. Na 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 na. Chỉ có điều là hết tiền rồi. Mấy cái bông này nó cho mình tiền chậm quá đó mà. Ok, có tiền rồi nè, đâu rồi? Đây. Giác súng thục thục đây. Tại thiên thì đứng phía trước gọi là bảo kê, tại thiên bảo kê đường tăng mà. Và cho các bạn thấy sức mạnh của những viên đạn khổng lồ đây, thống. Mày hả bưởi. Đâu rồi, em này giác em này ra đứng đây nữa cho nó gọi là cảnh vật xinh đẹp và cảnh vật cho nó đẹp đẹp coi. Ok. Thêm một cây hoa quả nằm ở chỗ này nữa là đủ 5 cây. Đây là coi xem đây. Tụi nó quấn mình banh sát luôn. Nó quấn mình tê tu tê tả luôn, nó kéo cả làng nó quấn mình đây. Đây xong, 2 vàng, một vàng tại thiên và một vàng cái cây bắn cái trái nổ này. Và cái cây thu súng 6 nồng này mình sẽ giác chính giữa nó level 2 rồi. Và nó quánh là gọi là không có đường chạy luôn á. Ê, xem đây, súng thục, bung đung 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 đung. Nó thục gọi là bá đạo luôn á. Ok, cuối cùng còn một em. Em này chắc chơi yêu quái là nhát quá. Mới cho cái cây nhát ma là nó nhát, đã đòi xong cái hết luôn rồi. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và đừng quên like và share video ủng hộ giúp cho mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.